Trả lời câu hỏi, gia đình con thường có thói quen sử dụng thực phẩm chức năng và thấy sức khỏe cũng có cải thiện. Vậy theo thầy, con có nên tiếp tục sử dụng hay không? Nếu có thì như thế nào mới đúng cách ạ? Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, như chúng ta đã được học trong cái lớp học này, thực phẩm chức năng chỉ là một phần của cái thức ăn của chúng ta mà thôi. Tất cả những thực phẩm chức năng đó chúng ta chỉ có thể đưa qua cái phần đoạn thực, còn phần xúc thực, tư niệm thực và thức thực, nếu chúng ta không biết cách sử dụng thì chúng ta cũng không nuôi dưỡng một cách trọn vẹn cơ thể của chúng ta. Bởi vì hầu hết thực phẩm chức năng nó đã được đóng gói, đóng hộp, đã được phơi khô, có thể nó còn thêm cái phẩm màu hay là nó thêm có hóa chất bảo quản vân vân. Thành ra nó không còn được đúng như tự nhiên, thiên nhiên, không còn tốt đẹp nữa. Vậy nếu chúng ta không có được màu sắc, mùi vị trung thực, nếu khi chúng ta sử dụng mà chúng ta không có ý thức trân quý, chúng ta không biết cách phối hợp thì như vậy nó hoàn toàn không có tác dụng gì tích cực hết cả. Chúng tôi khuyến khích quý vị là sử dụng những cái gì còn rất là thiên nhiên, tự nhiên, chúng ta thấy màu sắc cụ thể, ngửi được cái mùi, nếm được cái vị. Tất cả những cái này là những cái tầng năng lượng cao hơn cái phần đoạn thực, là phần thức ăn thô. Kế đến là chúng ta có cái ý thức trân quý, chúng ta tiếp nhận được cái năng lượng sống, bởi vì tất cả những cái vitamin và muối khoáng nó chỉ có tồn tại, đặc biệt là vitamin nó chỉ tồn tại ở nhiệt độ dưới 45 độ mà thôi. Thành ra khi chúng ta phơi khô, nếu chúng ta sấy ở cái nhiệt độ cao quá, hay nếu mà chúng ta phơi nắng mà ở nhiệt độ cao quá thì vitamin nó biến mất chết hết rồi, nó không còn nữa. Tương tự như vậy, những cái năng lượng sống, thì một số những cái năng lượng sống, những cái mầm, khi mà chúng ta sấy khô thì nó cũng chết đi, nó không còn cái năng lượng sống. Rồi thì thực phẩm chức năng chỉ còn được cái xác chứ không có cái hồn, không có những cái nguồn năng lượng tinh vi, mịn màng để nuôi dưỡng chúng ta. Mà nếu chúng ta chỉ dùng cái phần đoạn thực, thức ăn thô thì chúng ta chỉ nuôi cái phần thể xác của mình, chứ nó không có giúp phản ứng sinh hóa học, nó không có giúp chúng ta có thái độ trân quý thức ăn hay hiểu mối quan hệ mật thiết với thức ăn, với môi trường, vân vân. Vậy thì chúng ta chọn lựa cái thức ăn để nuôi dưỡng một cách toàn diện cơ thể mình, chọn lựa để nuôi dưỡng môi trường, nuôi dưỡng sự sống, hay là chúng ta chỉ chọn lựa để nuôi dưỡng cái phần thân của mình không thôi, thì điều này quý vị sẽ tự chọn cho mình. Tất cả những bài giảng này đã được chia sẻ rất kỹ trong các cái bài giảng trên trang YouTube Tâm Thành Sakya, quý vị có thể là lắng nghe lại cho kỹ. Rồi kế đó cũng vậy, trong thức ăn của chúng ta không phải chỉ có phần thức ăn không thôi, mà chúng ta còn có nước uống, còn có hít thở, còn có vận động, còn có tư duy suy nghĩ. Thành ra nếu chúng ta không dành cái thời gian để mà ngồi bình yên, có mặt trọn vẹn cho mình, hay là trân quý thức ăn, chúng ta không tập hít thở cho đúng, chúng ta không đào thải cái chất thải ra cho đúng, thì như vậy nó cũng sẽ tạo nên cái bế tắc và bệnh tật, dù thức ăn đưa vào tốt cách mấy. Mà nếu không có oxy để đốt lên thì nó cũng sẽ không chuyển thành năng lượng tích cực. Nếu chúng ta không xả rác ra đúng giờ thì như vậy cái thức ăn nó đưa vào nó cũng biến thành rác rưởi. Thì chúng ta phải biết cách sử dụng thức ăn một cách đúng đắn thì nó mới có cái sức khỏe bình an và